không có làm phiền nữa. Đuổi thẳng không có phiền nữa. Chứ lỡ con tôi mà có gì là chịu trách nhiệm. Hồi đó tên vợ là nó cứ nó nói vậy không mà thôi, nhưng mà biết rồi, nhưng mà đã bà biết rồi, bắt rồi, bắt nó đang trong phòng trọ rồi, thôi rồi bây giờ bữa nay hôm qua bắt rồi là biết rồi ha, rồi xong chấm dứt đi. Giả như lỡ đi rồi cho lỡ. Kiếm như mấy cô cũng thông cảm đi, thì giờ tôi hứa lỡ thì cho lỡ đi, rồi bây giờ phải phải bỏ bớt. Thôi coi đi. Thôi mình trẻ mà mình kiếm gì bao nhiêu người không có. Vậy thôi, chồng ta hồi đó nó có bên mà từ lúc đó nay là tôi không có biết. Tôi nói mà chồng con nhỏ này nè. Trời, mà nó chửi là chị hai rồi. Con chửi cô nào? Hôm qua rồi mày xong mang rồi mày ngồi nhắn tin mày chửi báo là ba đi ha. Ở đây chào báo không ai. Vậy chứ cô nói chửi con á là mày có nướng lồn á, mày kiếm chỗ khác đúng, mày nướng. Đúng rồi. Cái đầu nó chồng kiếm nó phải chửi vậy. Đương nhiên, mày mới nướng lồn cho con gì nữa. Mày không nướng lồn mà mày điện hoài, điện hoài. Thôi thôi đi bây giờ không có nói. Anh đây ở. Mày mày tận ngày mình yêu đi. À giờ mày mày sai, mày kiếm giờ là cũng cảm đi. Mày tức cái gì? Mày có mà mày tức. Mày nói lại lại. Mày có mà mày nói mày tức là sao? Tôi nói mày vậy là nhẹ đó. Đúng rồi. Đánh mày luôn á chứ đừng nói. Chứ là anh hai là tụi con không giỏi đó. Là anh hai khó không nổi con đâu. Phải vậy giờ bà nè. Nói chuyện này tôi biết không? Anh hai hay người ta hay bây giờ về với vợ người ta nói vợ con tao vẫn thương như ngày nào. Người ta đâu nói anh hai giờ anh nghĩ sao nó trời vợ con tao sao bỏ được mày. Cái đó cái đồ đó nói, đây là nói giống như cái đồ đĩ mình chơi đĩ vậy thôi. Anh nói vậy đó. Chị nghĩ coi đúng không? Bởi vì mình ngu, con gái mình ngu. Anh nói câu đó chị nghĩ làm sao? Bởi vậy anh nghĩ anh bắn trả tiền, nghĩ là anh bắn trả tiền. Cho nên á, cho nên á, vậy chị hai nói anh nói câu đó đó. Cho nên vợ vợ. Anh bây giờ á không thèm. Thôi đây, con vợ người ta phiền lý phiền hoài. Mày ngu, bởi mày nói vụ, mày nói ngu, mày ngu. Mày ngu, bởi vì ngu nhà ngu mà ta nói. Mày ăn là mày ngu rồi. Vậy đi. Dạ. Mày ngu, mày không mà mày cắt đứt luôn. Bây giờ là tôi mày ngu, thứ nhất là từ đây tới sau là nó lên đây là đây nè, tôi nói anh hai. Nếu á, tôi nói anh hai anh đấy, anh còn quan hệ với nó, đây nè, tôi nói hết, anh còn quan hệ nó thêm ly vậy. Ly vậy thì mày, bố con khùng á mày, vợ con tao ly vậy. Anh không nói đó. Anh không nói câu đó tôi ra đây tôi chết tại đây. Tao làm gì có vụ tôi ly vợ vợ tôi. Tụi tôi không bao giờ nói vậy. Tôi đâu đó là đã nó nói là anh nói câu nói đó. Vợ ta ở bình thường đang quen ngu là không mình ngu. Người ta đến với mình người ta phải nói là mình